Bà Lê Tỳ Ra Samadaya Evangame Muni Chare Giác Phá Ra Báp Giác Thà Bí Phá Mát Rô Bức Phần Hoành Ná Hoành Ná Gần Tham Ma Hề Tha Dằng Bát Lê Tị Rất Tà Mà Đà Giá Ê Hoàng Gà Mê Bún Nhì Chạc Rê. Mong đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào làng. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như ông kiếm chút mật thôi, sắc hương chẳng hại lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhị lót lòng, bậc thánh cũng vậy thông dong vào làng. Nhà khổ thơ này của Hòa Thượng. Tức bây giờ tôi thấy của dạ thôi chị. Xa thú cổ tụ nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 49. Ya tha pi pha ma ro phúc phần Quan na gan tham a hi tha yang pa le ti ra sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re ya tha pi pha ma ro phúc phần Quan na gan tham a hi tha yang pa le ti ra sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re Ya tha pi pha ma ro búc phan quan na gan thằng a hệ tha dạng pa lê ti ra sa ma đa ya e quan ga me mu ni cha rê Như ông đến giới hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy bậc thánh đi vào làng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya tha pi pha ma ro búc phần quan na gan thằng a hệ tha dạng pa lê ti ra sa ma đa ya e quan ga me mu ni cha rê Như ông kiếm chút mật thôi, sắc hương chẳng hại lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhị lót lòng, bậc thánh cũng vậy thông dong vào làng. Bản dịch của Hòa Thượng Dư Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con kính lãnh lễ trọn tận Minh Hạnh, Đại Đức Đại Đạo Đức, Đại Đức Tự Nhẫn cùng chúng tôi Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ tại viên, kính chào với ông chị trên đạo tràng. Con xin kể Phật phương pháp cuốn số 49 ạ. Dạ tha bi ta mà rê vô phân Nhớ na ngân tha mà hê ta dân Bà lê tí ra sa mà đa nha Ê văn la mê mê cha Dạ tha bi ta mà rê vô phân Như ông đến dưới hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào làng. Đó là khổ thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và tha vi ta mà hồ mất băng quá na chân tha mà hệ tha dân mà lấy chi ra xà mà ba nha ê quá nhanh hồ mình cha
chiếm chút một thôi. Sắc hương chẳng hại thái thầu cũng không, kẻ càng chút dị lót lòng. Bậc thánh cũng vậy, thông tâm và là đó là khổ thân của hòa tượng nghĩa đức. Dạ cảm ơn Vinh Gốc Na đã hết bài. Dạ xin mời bàn tay của chị Cẩm Vân. Dạ sa thú kinh cảm ơn Sip Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 49. Giá tha pi pi pha ma rô put bằng quan ná gan tha ma hề tha dân pa lê tí ra sa ma đa giá e quan ga mê mu ni cha rê giá tha pi pa ma rô put bằng quan ná gan tha ma hề tha dân pa lê tí ra sa ma đa giá e quan ga mê mu ni cha rê giá tha bí tha bí pa ma rô bút băng quan ná gan tha ma hê há dân pa lê tí ra sa ma đa giá e quan ga mê mu ni cha rê chư ông đến với hoa không hại sắc và hương che chở qua lấy nhị bậc thánh đi vào làng bản dịch hòa thượng Minh Châu như ông kiếm chút mật thôi sắc hương chẳng hại lá chồi cũng không khẽ khàng chút nhị lót lòng bậc thánh cũng vậy thông dong vào làng bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và công nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 49. Yatha pi pha ma ro phúc văn quan na gan thần a hê tha yang pha lê tí ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha rê. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan tha pi pha ma ro phum phang, wan na kan thang a he tha yan, pa le ti ra sa ma da ya, e wang ga me mu ni cha re. Yan tha pi pha ma ro phum phang, wan na kan thang a he tha yan, pa le ti ra sa ma da ya, e wang ga me mu ni cha re. Như ông kiểm chút mật thôi, sắc hương chẳng hại lá chồi cũng không, kẻ khàng chút nhị lót lòng, bậc thánh cũng vậy, thông dong vào làng của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và con tài bà đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thú lành thầy tị nạn. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Xin đặt bệ kinh pháp cú số 49. Yathapi phamaro pupang vanna gantha mahe tha yang Pāleti rāsa mādāya e-vāṅgāme muni-cāre.
Yathapi phamaro pupang vannaganta mahetayang pareti rasamadaya evangame munichare. Yathapi phamaro pupang vannaganta mahetayang paleti rasamadaya evangame munichare. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Như ông kiếm chút mật thôi, sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhụy lót lòng, bậc thánh cũng vậy, thong dong vào làng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ con xin được xuống biết giảng, thấy bàn tay nào hết, bác cả na xin mời xích nhật hình nha. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Minh Bát Tha Ná. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, xích thành kiểm ơi, xích nguyên tịnh ơi, quý vị có ôn bài không thì xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Nhật Quỳnh thấy hành kiểm đâu nít rồi, có ôn bài không? Dạ, không, chắc đồng khi chờ đợi quý vị nha, đưa tay lẹ chứ không là Nhật Quỳnh phá sổ là mất quyền lợi nha quý vị. Dạ, con xin được ôn bài có của kinh số 49 ạ. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thành á. Dạ thà bi pha ma rồ bập bằng hoàn na gành tha ma hề tha dặn ba lệ ti ra sa ma đa gia ê văn gà mê mu ni cha rê. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, cho chợ hoa lấy nhị, bậc thánh đi vào làm. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin được kể ạ. À. Và tha bi pha mà rô bụp băng quạnh na ganh tha mà hê tha dân bà lê ti ra sa ma đa gia ê quăng ga mê mù ni cha rê. Và tha bi pha mà rô bụp băng quạnh na ganh tha mà hê tha dân bà lê ti ra sa ma đa gia ê quăng ga mê mù ni cha rê. Như ông kiếm chút mật thôi, sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nghĩ lót lòng, bậc thánh cũng vậy, thông dong vào làng. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 49. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích Rạng Đông, xích Trần Đạo, Cẩm Vân, xích Thi Na và Huynh Quát Tha Na đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì cũng vừa đúng lúc chúng con học câu Pháp Quốc Kinh số 50. Nhật Quỳnh kính chúc kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi,
biết lầm mở đạo dạy đời, nhắm quần lập ngày dời chân sang, thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 50. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, mỗi một ngày trôi qua rất là mau. Thế giới này không có một con người nào cả. Chỉ có mấy cái tâm và mấy cái tâm sở. Nó kinh nghiệm những cái đối tượng thị giác. Cái thấy thì nó kinh nghiệm đối tượng thị giác là những cái sắc màu của những cái tứ đại này, tứ đại kia. Rồi nó tham, nó sân, nó si, rồi nó ganh tị, tập đố, bỏng sẻn. Đôi khi thì lâu lâu có được một khoảnh khắc của chánh niệm và trí tuệ. Rồi cái nghe, nó nghe những cái âm thanh, rồi nó thích thú, nó chấp thủ cái âm thanh đó cho là, rồi nó cũng ganh tị, tập đố với cái âm thanh mà thôi. Hằng ngày thì nó chỉ có những cái mùi, nó in dấu qua mũi và cái tỷ thức sanh khởi, sau đó nó khởi nên tham sân si tật đố ganh tị bỏng sẻn. Hầu như là chúng ta không gì biết về chúng. Chúng ta luôn luôn thấy thế giới này rất là đông người, quyến thuộc, đồng bào, người thương kẻ ghét. Tâm của chúng ta nó dựng lên những cái câu chuyện, rồi để nó giận hờn, rồi để nó ước ao, ước muốn mình phải trở thành như thế này, trở thành như thế kia. Hằng ngày thì nó chỉ có những cái vị được cái thiệt thức nếm qua lưỡi, rồi nó sanh khởi vô minh, ganh tị tật đố sang tham bỏng sẻn và chấp thủ, mà chúng ta quên mất, không bao giờ nhớ về chúng hết. Và chúng ta vẫn thấy thế giới này rất là đông người, nhà cửa, đường phố, phố xá rất là vui, nhộn nhịp. Nhưng thực tế thế giới này là hoang vắng, chỉ là những cái khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi của tâm và tâm sở kinh nghiệm một cái đối tượng là sắc pháp nào đó rồi diệt đi. Mà sắc pháp thì 28 sắc pháp nào cũng vô chi hết. Sắc cứng, sắc mềm, sắc nóng, sắc lạnh, sắc mùi, sắc vị. Không có cái gì là một con người, có ai ở cái thế giới nào cả. Tất cả chỉ là tâm, tâm sở và tứ đại. Vậy mà thế giới đã bị điên đảo, thế giới đã bị dòng tham ái, ái dục và vô minh cuốn trôi. Và thật là lành thay khi mà Đức Phật ra đời để nói cho chúng ta biết về những cái pháp mà chúng ta đang có mặt trong hiện hữu này, mà chúng ta được nghe, được biết về chúng, để thấy rằng không có cái tôi nào, không có cái tự ngã nào cả, mà chỉ có cái dòng danh sắc sanh và diệt. Không có một chủ thể, không có một con người, không có ai tu tập và không có ai phát triển một cái gì hết.
mà chỉ có vô minh và minh sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà vô minh thì rất nhiều, do không biết được đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác. Rồi hàng ngày chỉ có những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, được cái thân thức nó kinh nghiệm hết cái cứng này rồi cái cứng khác, mà chúng ta không bao giờ có chánh niệm về chúng. Và chúng ta cứ nghĩ cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và rồi chúng ta muốn tạo tác thêm, nhưng mà kiếp sau là gì? Kiếp sau cũng lại là những cái cứng mềm, nóng lạnh mà thôi. Và rồi cứ chìm mãi trong vô minh và ái dục. Rồi những cái suy nghĩ miên man, những cái ảo tưởng miên man từ nhiều đời, nhiều kiếp chấp thủ, và cứ dính mắc vào sự hiện hữu mãi, mà không biết được các pháp hữu vi này, chúng là vô thường, khổ và vô ngã, chúng thật là vô nghĩa, chỉ có niết bàn. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là cuộc sống hàng ngày của chúng ta là quá nhiều vô minh sanh khởi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Và chúng ta học Phật Pháp nói thì rất là giỏi, nhưng mà những cái điều này hầu như chúng ta không bao giờ biết tới. Hầu như không ai nhắc tới. Và chúng ta cứ chìm vào những cái khái niệm, chìm vào trong những cái câu chuyện. Thì hỏi rằng là làm sao mà chúng ta thấy được sự thật, làm sao có được sự xả ly. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài học 50 là không nên nhìn lỗi người. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng muốn không nhìn lỗi người thì chúng ta phải hiểu pháp như thế nào. Như vậy nào có sân, có tham, có si thì đầy ắp những con người để có lỗi. Còn khi nào có trí tuệ thì trí tuệ nó nói lỗi lầm này chỉ do vô minh, do phiền não sanh khởi mà thôi, chứ không có một con người nào có lỗi lầm cả. Bây giờ thì chúng ta hãy nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang afivadebi sakhato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato savaka sangho sangkhang lamassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức và tán dương ba ngôi Tam Bảo. Đức Phật đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau và nhổ lên mũi tên sanh tử. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính tịnh để ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong vòng trầm luân sanh tử nơi tâm mình, và sẽ thành tựu ba la mật chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, giải thoát khỏi đời này, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chiêu phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc, tấn hóa lâu dài. Và nhất là phước báo này hộ trì cho con luôn luôn tinh tấn, thấu hiểu lời Đức Phật dạy và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này, trong giáo pháp này. Nam mô Bụt Thà. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 50. Trước khi học, chúng con đọc một lần. Napa re sang vi lo ma ni, napa re sang katta kattang, atta no wa avekkhaya, katta ni akatta ni cha. Câu kệ này thì có 4 đoạn.
Và được dịch theo văn xuôi, Ngài dịch là không lên soi mói các lỗi lầm của những người khác và việc làm hoặc chưa làm của họ, mà lên tìm xem những việc đã làm hoặc chưa làm của chính bản thân. Tại sao mà Đức Phật lại dạy cái câu kinh này? Vì mỗi chúng ta đến đây đều mang theo nghiệp quả của riêng mình, mang theo phiền não của riêng mình, mang theo từ những cái sự tích lũy vô cùng xa xôi. Nên là có người thì tích lũy nhiều thiện pháp, mà cái nhiều thiện pháp nó chỗ trong đời này. Nên là có nhiều cái người quả rất là thiện chỗ lành. Nhưng mà có những người trong đời này tu tập rất là tốt, nhưng mà quả ác nghiệp này chỗ rất là khủng khiếp. Và có những người thì nó lúc thì tu tập rất là tốt, lúc thì lại phiền não, nó quấy phá rất là mãnh liệt. Và không có một ai ở trên đời này có thể làm được gì với các pháp khi mà các pháp đủ duyên là chúng sanh khởi. Bạn không thể chọn lựa được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Bạn không thể chọn được cái quả khổ hay là quả thiện. Bạn không thể chọn được bất cứ một điều gì cả. Chính vì điều đó, bạn càng đi tìm nỗi nầm của ai đó thì bạn đã đi rất xa, bạn lại đi lạc vào cái con đường tà đạo nơi chính tâm của mình. Do vậy mà chúng ta thấy cái Phật dạy để cho chúng ta hiểu về các pháp. Và lỗi lầm của chúng sanh thì không thể nào mà chúng ta nhìn mà tâm của chúng ta nó sạch phiền não được. Càng nhìn thì tâm của chúng ta lại càng lỗi lầm, tâm nó lại càng vẽ ra những cái điều tồi tệ hơn, và tâm của chúng ta lại càng thêm thắt hơn. Và khi một khi mà chúng ta nhìn lỗi lầm người khác thì chúng ta lại tự cho mình là tốt đẹp. Và chính cái đó là những cái ý niệm về ngã, chính cái đó là vô minh, chính cái đó là phiền não. Một thứ phiền não mà cực kỳ nguy hiểm. Và chính người học Phật của chúng ta cũng vướng mắc vào cái chỗ này là vô cùng lớn, vô cùng lớn. Đó là một cái chướng ngại vô cùng lớn trên cái con đường mà chúng ta phát triển hiểu biết. Và tâm của chúng ta cũng vậy, nó luôn luôn nghĩ tới người này xấu, người kia tốt. Khi mà chúng ta thích ai đó rồi thì chúng ta bỏ qua hết những cái điều tốt của điều xấu của họ. Rồi khi mà chúng ta ghét ai rồi thì không một cái gì đẹp của họ mà chúng ta nhìn nhận. Chúng ta chỉ thêm vào những cái sân hận, thêm vào những cái lời nói ác độc và thêm vào những cái lỗi lầm, bù đắp thêm cái câu chuyện đó được lớn mạnh lên mà thôi. Đấy, thì chúng ta thấy được rằng là cuộc sống này chúng ta, nếu mà chúng ta không hiểu về pháp á, thì chúng ta rất là đau khổ. Do vậy Đức Phật dạy câu này, không nên soi mói nỗi lầm. Vậy soi mói nỗi lầm tìm bới lông tìm bếp là khác, mà còn cái bậc trí mà thấy mình cái lỗi như vậy, bậc trí chỉ bảo để mình sửa, để mình có được cái hiểu biết đúng về cái pháp đó để không đọa lạc, thì cái điều đó, hai cái điều đó là khác. Vậy ở đây là chỉ cho những cái con người là luôn luôn đi tìm vạch lông tìm vết ở trong chùa chiền, đi tìm những cái vị sư này vị sư kia xem họ có lỗi lầm gì, để đi đến chỗ khác để chỉ trích vân vân, thì cái điều đó Đức Phật dạy ở chỗ này. Cái từ cái câu kệ đầu tiên là Napparesang Vilomani Napparesang Katakatang, hai câu kệ đầu. Ná tức là cái từ phủ định là không ha. Paresang là một cái tính từ mà từ nguyên mẫu của nó là para. Và đó là một cái tính từ nam tánh, ở đây nó chia theo sở thuộc cách nên là nó trở thành Panaresang.
đây sanh, và chia theo ở đây số lượng của những người khác, của những người khác. Willomali thì là Willoma, là một cái danh từ trung tâm. Và câu kệ này thì chia theo đối cách số nhiều là các lỗi lầm, hành vi xấu. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là Đức Phật, người ta cũng nhìn lỗi của Đức Phật, người ta cũng nhìn lỗi của các vị A-la-hán nữa. Mặc dù Đức Phật là bậc toàn giác, mặc dù là các bậc A-la-hán đã sạch các phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là các bậc A-la-hàm vẫn còn những lỗi lầm ở nơi tâm nữa. Và chúng ta là phàm phu thì khỏi phải nói rồi, phải không ạ? Khỏi phải nói rồi. Chúng ta là những người mà đã vô vàng những cái lỗi lầm, nhưng mà lại đi tìm góp nhặt thêm những cái phiền não của người khác về để nuôi lấn cái tâm của mình nữa. Đó là cái bản chất của phàm phu. Đi đến đâu cũng chỉ thích nghe những lời chỉ trích người khác. Đi đến đâu cũng chỉ thích những người khác nói xấu về cái người khác. Mình nghe, mình thích thú, rồi mình tham gia. Điều đó mà chúng ta thấy cái này nó là phổ biến trong chúng sanh. Mà chúng sanh loài người, chứ còn loài thú thì chúng không biết nói chuyện, chúng không biết chuyện trò. Cùng lắm mà chúng gặp nhau rồi chúng kiếm ăn, hay là chúng vờn nhau một chút xíu rồi chúng đi thôi. Chứ còn loài người của chúng ta thì tám chuyện từ sáng đến chiều, hết ngày này qua ngày khác, và toàn là những cái chuyện bất thiện, toàn là những cái chuyện lỗi lầm của người khác. Và không những tìm như vậy, còn dựng lên để cho nó có chuyện nữa. Và tiếp theo nữa là kata kata đó là một cái trung tâm chia theo chủ cách. Ở đây động từ của nó là karoti đó. Tăng chỉ cho cái sự làm, việc làm. Việc làm ở đây là bằng thân khẩu ý bất thiện ha. Hoặc là chưa làm. Hoặc là có được làm hay là không được làm. Cá tá thì nó là cái căn của nó là căn cá. Tiếp nữa đuôi của nó là tá, nên là chia theo quá khứ phân từ là đã được làm. Á cá tá tức là cũng chia theo quá khứ phân từ là không được làm, đã không được làm. Hai cái câu cuối là atano quá à quét khay giá cá ta ní a cá ta ní chắc. Mà lên tìm xem những việc đã làm hoặc là chưa làm của chính mình. Như vậy nên tìm xem những việc chưa làm, đã làm hay chưa làm của chính mình. Tức là mình đã làm việc thí chưa, đã làm giữ giới chưa, đã phát triển tuệ giác chưa, đã có hiểu biết chưa, về cuộc sống chưa. Những cái phiền não ở trong lậu hoặc nơi tâm của mình trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã nhìn ra được chúng là vô ngã chưa? Chúng ta có nhìn thấy cái thấy là vô ngã chưa? Cái nghe là vô ngã chưa? Chúng ta có nhìn thấy cái tham này không phải là của tôi, cái sân này không phải của tôi chưa? Cái điều đó là quan trọng nhất. Hầu như cuộc sống của chúng ta, đời sống hàng ngày, cái gì cũng của tôi hết. Attano tức là Atta. Atta là một cái danh từ nam tánh. Ở đây chia theo, nó là một cái danh từ nam tánh, là chia theo sở thuộc cách, là của chính bản thân. Của chính bản thân, việc của chính mình. Tức là việc của chúng ta là việc gì? Việc của chúng ta là đã phát triển giới chưa, phát triển định chưa, phát triển tuệ chưa, phát triển được tứ niệm xứ chưa, phát triển được tứ thánh đế chưa.
hay là chúng ta chưa có gì hết. Avakkhaya, Avá cộng với Ikkhi là một cái động từ là nên tìm xem. Nên tìm xem là mình còn những cái lỗi lầm gì. Xem là tâm của mình như thế nào. Tìm xem. Tiếp đầu ngữ áo quá là xuống hay là quá. Căn ích khí. Căn ích khí là xem hay là nhìn. Kata ni. Kata là một cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách số nhiều. Là những việc đã được làm. Những điều nào đã được làm. Akata. Á cộng với kata là danh từ trung tánh. Đối cách số nhiều là những việc chưa làm. Như vậy thì chúng ta đã làm rất nhiều việc với vô minh, với tham, với sân, với si, phải không ạ? Với nhìn nổi của người. Nhưng mà cái việc của chúng ta chưa làm, đó là cái việc mà chúng ta xem xét giới, hạnh, sự an tịnh, tuệ, tứ niệm xứ. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị có giới nha. Nhớ như vậy. Chớ có nghĩ là quý vị có giới. Khi nào chúng ta chưa biết rõ được giới thiện, giới bất thiện và giới vô ký trong đời sống hàng ngày, thì cái giới của chúng ta đó, nó chưa có cái giới gì hết. Nó chỉ là một cái giới gọi là chúng ta sinh để chơi thôi. Khi nào mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của bất thiện, thì lúc đó có giới. Lúc đó là có giới đó. Mà giới đó là giới thiệt á. Chỉ cần hỏi quý vị bây giờ pháp giới và giới hạnh thôi, là quý vị thử trả lời pháp giới thì nó làm sao, mà giới hạnh thì nó làm sao? Vậy giới hạnh thì nó chỉ có ở trong động lực của bất thiện, của thiện, của vô ký. Như vậy động lực của bất thiện là giới bất thiện. Động lực của thiện là giới thiện. Và động lực vô ký là của bậc A-la-hán. Chứ còn pháp giới thì nó tính kể cả là tâm quả. Nó tính tất cả, nó tính cả quả, cả duy tác, cả sắc pháp, cả niết bàn, cả thiện và bất thiện. Như vậy chỉ mà chúng ta không có thấy được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, là chúng ta sẽ không biết gì về giới của chúng hết á. Chúng ta không biết cái giới nó sanh từ đâu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng giới là chúng ta thọ trì 5 giới, 10 giới là chúng ta có giới. Nhưng mà cái giới đó thì bao nhiêu người thì ta sinh rồi nhưng mà có giác ngộ được không? Không. Chúng ta cần phải hiểu nhiều lắm. Chúng ta còn khi nào mà chúng ta phải hiểu rất là nhiều thì chúng ta về các căn môn của mình thì chúng ta mới thấy được. Nên này, chúng ta có những cái việc mà chúng ta chưa có làm, mà cái việc của chúng ta đến giáo pháp này thì chúng ta quên mất nó, mà chúng ta toàn làm những cái việc ác, việc xấu, việc soi mói như câu kệ này. Nên là Đức Phật dạy nè, không nên nhìn lỗi người, bởi vì không có thời gian để mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy hết cái lỗi của con người được. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta đã có lỗi rồi, tâm của chúng ta đã bất thiện rồi, thì chúng ta nhìn ai cũng thấy lỗi hết. Mà quả thật là như vậy. Tại sao vậy? Vì con người của chúng ta đó, là nó chồng chồng những cái duyên nghiệp. Khoảnh khắc này là thiện, khoảnh khắc sau đã là bất thiện rồi. Rất là mau chóng. Quý vị đừng có nghĩ rằng là
là mình tốt đẹp, không có ai tốt đẹp, chỉ có khoảnh khắc của thiền là tốt đẹp thôi. Chỉ có khoảnh khắc động lực vô ký của bậc A-la-hán là tốt đẹp thôi. Còn cái khoảnh khắc của tham, của sân, của si, của thấy, của nghe là không có tốt đẹp. Và những cái khoảnh khắc này nó nhiều vô kể, và nó không phải là ai hết. Do vậy là ai ai cũng cũng có hai cái dòng tâm thiện và tâm bất thiện. Chúng ta chưa có cái dòng tâm vô ký của bậc A-la-hán. Do vậy cái khoảnh khắc thiện nó tốt đẹp với cái pháp của nó, chứ không có ai tốt đẹp ở đây hết. Còn khoảnh khắc của bạn đó là bất thiện nó sanh khởi rồi, thì người ta có khen tặng bạn, người ta có du dương bạn, có đến mây xanh, thì tâm đó vẫn là tâm bất thiện. Pháp đó vẫn là pháp bất thiện. Bạn không thể đổi khác được. Đó là chúng ta cần phải hiểu một cách hết sức là vững chãi. Như vậy chúng ta có bất thiện không? Chắc chắn rồi, vô số kể trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nó có thuộc về ai không? Chúng ta có ngăn cản được nó không? Chúng ta có ngăn cản tham đừng có sanh khởi, si đừng có sanh khởi, sân đừng có sanh khởi, ganh tị đừng có sanh khởi, được không? Không được. Nhưng mà nó được cái gì? À, được một cái nè. Nếu bạn có chánh chi kiến, bạn nhận biết đây là pháp vô ngã do duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì đủ duyên chúng sanh và hết duyên chúng diệt. Bạn không chấp cái thiện này là của tôi, cái bất thiện này là của tôi, và cũng không chấp cái thiện này của người đó hay bất thiện này của người đó, mà bạn thấy pháp như nó đang là vậy thôi. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Tức là ở đây nói làm sao? Ở đây phải nói là chúng sanh á, phiền não và nghiệp của mỗi người, mỗi chúng sanh, mỗi chúng ta đến đây đều khác biệt nhau. Mắt của chúng ta, mặc dù chúng ta có hai con mắt, nhưng mà con mắt bên trái của quý vị nó không phải là con mắt bên phải. Cái thấy ở bên trái không phải là cái thấy ở bên phải nữa. Bạn có hai cái tai, nó đắc nhau rồi. Và phiền não của bạn qua sáu căn môn, khi bạn tiếp xúc với đối tượng của bạn nó hoàn toàn khác. Mặc dầu nó cũng là đối tượng thị giác đó, nhưng mà cái suy nghĩ của bạn là khác. Cái trí tuệ của bạn phát triển với nó là khác. Phiền não của bạn là khác. Với cái căn quyền của các bạn là khác. Rồi là cái gì nữa, các cái lậu hoặc của mỗi người nó đều khác nhau. Có người thì nặng về si, có người nặng về tà kiến, có người nặng về tham ái, có người thì nặng về sân hận, có người nặng về trí, có người nặng về tín. Như vậy thì nghiệp của chúng sanh là bất khả tư nghì. Và Đức Phật dạy cho chúng ta cái câu kệ gì? Tự mình làm hòn đảo, phải không ạ? Như vậy nè, chúng ta chỉ có mỗi một điều duy nhất là mình có thể chánh niệm được với nơi tâm của mình, và có thể có lòng từ và thông cảm với người khác. Chứ còn nhìn lỗi người khác thì không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Nhìn tự chính mình là nhìn cái gì? À, nhìn tự chính mình ở đây chứ là chánh niệm tỉnh giác. Với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, xem để biết được cái duyên sanh của các pháp là như thế nào, và những cái dục tham, sân si, những cái tà kiến, những cái pháp này nó sanh khởi. Có thể chánh niệm tỉnh giác để hiểu chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Có thể xả ly, không còn chấp thủ, để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Còn nếu mà chúng ta nhìn lỗi người thì ôi xin thưa với quý vị rằng là không thể nào mà hết được. Làm sao mà hết được?
Và trên đời này không ai có lỗi cả, thưa quý vị. Không ai có lỗi cả. Lỗi là do gì? Lỗi là do tham ái và si mê đã có cái thân năm uẩn này. Nó đầy ắp những vô minh và chấp thủ rồi. Như vậy chỉ có sân hận, chỉ có si mê thì nó mới nhìn và chấp thủ lỗi lầm của người khác. Và cho đó là một con người cụ thể để mình chúc những cái cơn giận, những cái cơn sân, những cái sự khó chịu, những cái tà tư duy của mình lên đó mà thôi. Về bản chất thì không có một con người nào hết. Về bản chất chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp ở trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống mà thôi. Tham nó cũng không thể sanh khởi lâu được nơi mình và cũng không thể sanh khởi lâu được nơi họ. Nếu mà tham nó cứ sanh khởi hoài hoài thì cuộc sống không có ý nghĩa gì hết. Sân nó cứ sanh khởi hoài hoài thì nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà thể được, nó chỉ là từng cái khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Và chúng ta biết khi mà chúng ta không có nhìn nổi người thì chúng ta sẽ nhìn về được các pháp ở nơi sanh khởi lên mình. Thì chúng ta mới thấy rằng ô, thế giới nó cũng phụ thuộc vào nhân duyên mà thôi. Do cái thấy này, do cái đối tượng thị giác này nó phát sanh lên xúc, xúc nó phát sanh lên thọ, thọ nó phát sanh lên ái, ái nó phát sanh lên thủ, hay là từ cái thủ đó không được thì nó trở thành sân hận với cái pháp đó ở khoảnh khắc đó thôi. Sân hận nó chỉ sân hận ở cái hiện tại đó thôi và nó diệt đi. Chứ còn cái thấy nó không có sân hận, cái nghe nó không có sân hận, cái ngửi nó không có sân hận, cái nếm nó không có sân hận, các cái sắc pháp như là đối tượng thị giác, màu, mùi, vị nó không có sân hận, nó không có tà kiến, nó không có chấp thủ. Bởi vì mắt và đối tượng thị giác này nó là sắc, nó là vô chi, nó là vô thường, biến hoại, đổi thay, nên là nó không có sân. Nó có biết gì đâu mà sân. Rồi cái thấy này nó cũng không có sân. Và cái thọ ưu nó cũng không có sân. Tham nó cũng không có sân. Cái sân này nó chỉ sân ở cái thời điểm đó với cái duyên xúc của nó, trong cái khoảnh khắc đó thôi. Và cái duyên này nó sanh lên, nó diệt mất. Và cái sân này nó đã sân, nó sân ở cái điểm này và nó mãi mãi trong vòng sanh tử luân hồi, nó không có sanh cái sân đó nữa. Còn cái sân khác thì lại tiếp xúc qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi khác với nhân duyên khác. Và cái sân này nó đã biền biệt, không còn trở lui nữa. Thì chúng ta không nên hối hận về điều đó, cũng không nên mong mỏi về điều đó. Và chúng ta biết được nếu có cái sân sau chẳng qua là còn vô minh. Và cái sân này tiếp tục sanh khởi, đó là lại là một cái duyên mới của pháp đó. Và ngày nào mà chưa đắc quả A-la-hàm, trí tuệ nó chưa diệt tận được cái nguồn gốc của nó, thì cái sân nó vẫn cứ sanh khởi, chứ nó đủ duyên thì nó sanh khởi, chứ mình không có làm gì được. Thì cái đó là gì? Cái đó là lên nhìn tự chính mình, tự chính mình. Và khi chúng ta biết được rằng là khi chúng ta biết được cái sân này không phải của tôi, thì cái sân này không phải của tôi, thì chúng ta cũng biết được người khác cũng không muốn cái sân này xảy ra. Nhưng mà cái sân này nó vẫn xảy ra bởi cái nhân duyên của nó. Khi mà chúng ta hiểu được phiền não thì chúng ta có thể có tâm từ với rất nhiều người đang chìm trong cái biển khổ của phiền não, của vô minh, của ái dục, của tà kiến này. Nếu các bạn không có trí tuệ thì từ bi ở đâu mà có? Không. Trí tuệ không hiểu được thực pháp, không hiểu được các phiền não này, chúng không bao giờ biết thương yêu chính mình và thương yêu mọi người được. Chúng ta sẽ không thông cảm với phiền não khổ đau của chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái chói buộc được. Và cái sân hận này nó có chừa một ai không? Nó có chừa vợ, chừa con, chừa cha mẹ mình ra không? Không. Mình đang là một người con ngoan, nhưng đùng một cái nó chửi cha, nó mắng mẹ trong một cái cơn sân giận, từ một cái nghe âm thanh nào đó, từ một cái si mê nào đó. Nó cứ như vậy hoài. Khi nào mà chúng ta không nhìn thấy cái điều đó đó thì sao? Thì chúng ta luôn luôn chỉ thấy lỗi lầm của người khác,
và chúng ta cũng chỉ đem về cho mình những cái lỗi lầm mà thôi. Vậy chúng ta có lỗi lầm không? Ngày nào còn vô minh về thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, màu, mùi, vị, âm thanh này, chúng ta còn cho nó là đàn ông, đàn bà, là con người này, người kia, thì làm sao mà kể xiết hết được những lỗi lầm do vô minh gây ra, phải không? Vô minh gây ra, phải không? Một ngày nào đó mà chúng ta bừng tỉnh với cuộc sống là ôi, cuộc sống chỉ đi sân với những cái màu sắc, những cái âm thanh đã vô thường. Đi tìm lỗi những cái âm thanh đã vô thường, những cái màu sắc đã vụt qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi. Vô chi vô giác như vậy thì có phải là khổ đau không? Và chúng ta thường đến với nhau bằng phiền não. Nếu không có giáo pháp của nó chỉ cho chúng ta thấy cái con đường để thoát khỏi tử sanh, để nhìn về chính mình thì chúng ta được cái gì? Và chúng ta thấy rất khó để nhìn lại chính mình, bởi vì ý niệm về ngã, phiền não lúc nào nó cũng che chắn cái tôi của chúng ta hết. Khi chúng ta tham thích một cái gì đó thì nó chấp thủ ở trong đó. Không thích một cái gì đó là chúng ta cũng cho đó là mình, cho đó là con người. Phải không? Và tâm của chúng ta, tâm si mê và tham ái, nó là vua nhìn đổi người. Vua nhìn đổi người. Mà lỗi người thì làm sao mà các bạn giải quyết được? Bởi vì mỗi người có những cái nghiệp quả của chính mình, cái phiền não của chính mình, mỗi người đều tích lũy khác nhau. Có người thì tích lũy về tham rất là nhiều, có người tích lũy về sân hận, có người tích lũy về cái sự sân, cái sự ganh tị, bỏng xẻn, tật đố, có người tích lũy về thiện lành, về tâm từ rất là nhiều trong nhiều kiếp. Nó đang xen và rồi nó cũng cho quả qua mắt, qua tai, qua mũi với các duyên của chúng. Thì làm sao mà chúng ta nhìn nỗi người, làm sao mà chúng ta có thể chấm dứt khổ đau được? Và bản thân của chúng ta thì sao? Bản thân của chúng ta thì cũng có vô lượng những cái ánh mắt, những cái suy nghĩ khi mà chúng ta đi ra ngoài để người khác gặp, người ta cũng đoán, người ta cũng dò xét. Và chúng ta cũng đi những người đang dò xét và tìm lỗi lầm nơi chúng ta. Chúng ta không thấy điều đó hay sao? Và cái mà người ta tìm lỗi lầm ở nơi chúng ta thì không lẽ chúng ta bắt họ đừng có tìm lỗi lầm ở nơi tôi? Và chắc chắn rồi, chỉ có những cái khoảnh khắc nào của vô minh, của tham ái, của sân hận, của bực bội, của hướng về cái đối tượng thị giác khi người ta gặp đó, hay là âm thanh màu mùi vị đó, người ta không thích cái dáng hình đó, hay là âm thanh lời nói đó, không thích cái suy nghĩ cử chỉ hành động đó, thì người ta mới tìm lỗi mà thôi. Như vậy thì chúng ta không phải sống để cho người khác khen hay tặng mình, hay là chúng ta sống không phải để cho người khác đừng có nhìn lỗi lầm của mình. Không, chúng ta sống không phải để che đậy những cái lỗi lầm của mình lại, mà chúng ta phải thực sự nhìn thấy được các pháp là vô ngã. Đừng có sợ khi tham sanh khởi, mà cũng đừng có chạy theo tham. Tham là một pháp có duyên cho chúng sanh. Chúng không phải là cái thấy, cái nghe. Chúng không phải là thọ, không phải là tưởng. Chúng không phải là sân hận, chúng không phải là tư.
Chúng không phải là tâm, chúng là một pháp khác biệt với tất cả những pháp khác. Tà kiến thì không phải là tham, không phải là sân, không phải là bực bội khó chịu, không phải là thấy, là nghe, là ngửi. Tà kiến lại là một pháp khác nữa. Chúng không thuộc về ai cả. Chúng có duyên cho chúng sanh khởi thì chúng sẽ sanh khởi. Và tà kiến này cũng cần phải được hiểu khi chúng sanh khởi, để hiểu chúng là vô ngã. Rồi chánh niệm cũng không phải là tham, không phải là tầm, không phải là tứ, không phải là trí tuệ, không phải là định. Chánh niệm này là một pháp. Khi chúng sanh khởi, chúng có tính chất riêng biệt của chúng, không lẫn lộn vào tất cả các pháp khác. Đó là cái gì? Đó là tự nhận chính. Nhìn ra được các pháp này, thấy rõ được bản chất của chúng. Và các pháp này, tham là có tính chất như vậy, sân nó có tính chất như vậy, nên là nó không có quốc tịch, nó không có tôn giáo. Nó là con đường thiên nhiên do duyên sanh của chúng kết hợp. Khi mà chúng ta có cái nhìn chân chánh đó thì chúng ta mới bước trên cái đạo lộ chánh tri kiến được. Chứ không phải chúng ta tu tập để diệt cái tham này. Không phải đâu. Cái chánh tri kiến là nó hiểu từng cái pháp một. Tham nó có tính chất như vậy, nó sanh như vậy, nó diệt như vậy. Chúng ta tu tập không phải để diệt bỏ đi cái điều gì đó, mà chúng ta hiểu được từng cái pháp của nó như vậy khi nó hiện khởi. Cái thấy thì không bao giờ là cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Nó không phải là tham, bởi vì cái thấy này nó chỉ thấy cái đối tượng thị giác. Như vậy cái giới của nó là khác, cái giới vức của nó là khác, cái nhân duyên sanh của nó là khác, cái uẩn của nó là khác. Nó chỉ sanh khi mà nó thấy cái đối tượng thị giác, thì cái đó mới gọi là cái giới mà thôi. Khi mà cái tâm thấy nó chưa sanh khởi, khi chúng ta nhắm mắt lại, thì không thể gọi cái đó là có nhãn thức giới ở đó được. Khi cái nghe cũng vậy, khi cái nghe nó chỉ đang nghe cái âm thanh đó, thì cái nhĩ thức giới đó nó mới sanh khởi, nó đang hiện hữu ở đó. Như vậy cái nhĩ thức giới này nó phải diệt đi thì cái tham này nó mới sanh khởi. Như vậy cái tham này nó không phải là nhĩ thức giới, nó cũng không phải là ý thức giới, mà nó cũng không phải là ý giới, mà nó chính là pháp giới, đúng không? Vậy khi mà chúng ta hiểu rõ được về những cái pháp này, thì chúng ta nhìn lại tự chính mình với các pháp duyên sanh của chúng. Không có ai làm chủ được tham hết á. Bởi vì tham nó cũng sanh lên và diệt. Sân si tất cả mọi pháp. Và những người mà còn là phàm phu, còn là những cái bậc thánh hữu học thì còn có tham, còn có sân, còn có si, đó là chuyện đương nhiên rồi. Có ai làm gì được không? Không. Chúng ta học hiểu pháp không phải để chúng ta làm một cái điều gì đó, làm cái ông vua bà tướng gì ở đây hết. Hiểu pháp chỉ để xả ly mà thôi, bởi vì bản chất của nó đã sanh và diệt rồi. Không có cái tham nào còn tồn tại đến bây giờ hết á. Nó chỉ là khoảnh khắc của tham khi khởi sanh ở đó và diệt mất thôi. Khoảnh khắc của tham thì không phải là nghiệp, không phải là quả. Hai cái đó là khác nhau. Ví dụ làm sao? Ví dụ khi chúng ta ăn mà chúng ta tham thích thì nó không phải là nghiệp được. Khi nào mà tham nó chấp thủ mà nó tác động với tư, nó nói ra thân khẩu ý này, nó tạo tác qua thì
qua tà tư tà hạnh trộm cắp này kia nó mới là nghiệp. Như vậy nghiệp nó tư nó dẫn đầu, như vậy hai cái nó khác nhau và quả của nó cũng khác. Như vậy chính vì chúng ta không nên nhìn nỗi người thì chúng ta mới nhìn được cái bản chất thật của các pháp sanh khởi nơi thân tâm của mình. Và khi chúng ta đã nhìn thấy được cái bản chất thật pháp nơi sanh tâm của mình rồi thì sao? À, lúc này chúng ta mới có tình thương được. Còn có thì đừng có nói chuyện từ bi ở đây, thưa quý vị. Đừng có nói chuyện từ bi ở đây. Chúng ta chưa hiểu gì về chính mình với các căn môn này. Lòng từ của chúng ta vô cùng ít ỏi, thậm chí không có. Chỉ có nhìn lỗi người là nhiều thôi. Chứ lòng từ rất là ít. Và có đôi khi thì chúng ta rất là thích những cái này cái kia. Nhưng mà đối với con người thì chúng ta lại không. Và chúng ta chỉ đi tìm những cái nỗi của con người thôi. Mà chúng ta đi tìm cái nỗi con người đó thì người thường thân cận với chúng ta, đúng không? Chúng ta tìm nỗi ở họ. Chứ ít khi nào mà chúng ta biết nâng đỡ những người khác để thoát ra khỏi những cái điều phiền não mà họ đang dính phải. Chúng ta thêm dầu vào lửa và cho mày chết. Kể cả là chúng ta đang tu tập trong giáo pháp thánh thiện của Đức Phật, với vẻ bề ngoài chúng ta cho rằng chúng ta rất là thánh thiện, nhưng mà một khi chúng ta không thấy được phiền não thì chúng ta không có thương ai được đâu. Không có thương ai được gì hết. Chúng ta chỉ làm khổ nhau mà thôi, chứ không có tình thương. Đó là điều chắc chắn rồi. Và bài kệ này, số 50 này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự tại thành Savatthi đề cập đến tu sĩ Patika. Trong cái thành Savatthi đó thì có một cái bà thí chủ và bà hằng chu cấp cho một cái tu sĩ ngoại đạo và thường xuyên. Và tên của cái vị này tên là Patika, mà bà nhận làm con nuôi. Bà trong xóm của bà ở đó, thì những cái người đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp lúc về thì hằng ca tụng ân đức của Phật bảo bằng nhiều lời lẽ như là: ôi pháp của chư Phật thuyết thật là huyền diệu phi thường, được nghe lời tán dương ân đức Phật bảo thì bà này phát tâm muốn đi chùa thỉnh pháp, bèn ngỏ ý với tu sĩ Patika: bạch thầy, tôi muốn đến viếng Đức Phật. Và tu sĩ Patika can ngăn: thôi đừng đi má ơi. Thì bà này lại nghĩ rất là nhiều lần thì vị tu sĩ này cũng đều cản ngăn như vậy. Vì chúng ta biết là mất đi những cái lợi lộc của một con người ấy, và nhất là nó tôn giáo nữa, thì chúng ta biết là cái sự ganh tị tật đố nó cực kỳ là nó thâm độc, thưa quý vị. Và sau cùng thì bà nghĩ rằng
cái thầy này không bằng cái lòng cho ta, không bằng lòng cho ta đi chùa để nghe pháp thôi, thì ta hãy thỉnh Đức Thế Tôn đến đây, và như thế sẽ được nghe pháp. Thì sáng đó bà chủ nhà cho gọi cái cậu con trai đến và bảo: này con thân, con hãy đi thỉnh Đức Thế Tôn ngày mai đến đây. Và trước khi đi thì cái cậu con trai này ghé vào cái chỗ ngủ của tu sĩ Patika, đảnh lễ vị đó rồi ngồi xuống. Vị tu sĩ hỏi cậu: đi đâu vậy? Thì mẹ tôi sai tôi đi thỉnh Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư. Thôi cậu đừng có lên đi, đến cái chỗ ông Sa Môn đó nạp cái gì. Thì cái cậu nhỏ nói: không được đâu thầy ơi, tôi rất là sợ mẹ tôi. Thôi để tôi đi. Cái người tu sĩ ngoại đạo này mới nói: cậu đừng có đi, đồ lễ vật sắp dâng cho ông ấy, để hai ta cùng chia nhau, cùng ăn thôi. Cuộc sống này là vậy đó, thưa quý vị. Sự ganh tị tật đố rất là lớn. Và nhất là phi tôn giáo, phi cái pháp môn của mình nữa, thì coi chừng. Thôi thầy ơi, má hâm đánh tôi sợ lắm. Và thế là cậu, thế thì cậu hãy đi thỉnh đi, nhưng mà nhớ đừng chỉ rõ cái đường nào, nối nào đến nhà ta. Cậu giả như người ở gần đây đó, và khi từ giả cậu hãy chạy nhanh cho khuất mắt, rồi rẽ sang ngã khác để đến đây. Và chúng ta biết là cái cậu bé đi đường xa mà chạy kiểu đó thì như chúng ta thì chết chứ, lúc đi chay tăng mà gặp cái kiểu này thì về nhà thì có đói chết thôi, làm sao biết đường đâu đi. Và khi đó cậu này vâng cái lời tu sĩ, người tu sĩ đó. Và thiếu niên này đến thỉnh Đức Thế Tôn và làm theo cái cách mà cái người tu sĩ này dặn, thì xong trở về phục lịch. Và cái vị tu sĩ hỏi cậu ta khi về rồi đó, thì cậu ta mới đáp: bằng cách nào? Thì thưa thầy, tôi đã làm đúng như lời thầy dạy. Và cái vị này rất là đắc thắng, cậu thật là giỏi. Để chúng ta biết, khi mà chúng ta làm cái việc bất thiện gì một ai khác, chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúng ta cảm thấy chúng ta thắng bởi vì cái tâm tham của mình. Cậu giỏi thật. Vậy phần lễ vật dâng cho ông Sa Môn ấy, hai đứa mình sẽ chia nhau ăn hết, ăn nhé. Thì hôm sau từ sáng sớm thì tu sĩ Patika đi đến nhà bà tín nữ, bà thí chủ này. Thì bà rước tu sĩ ngồi trong nhà nghỉ. Và ở phía trước nhà đó thì những người láng giềng phụ tô vách, rồi những cái phòng rất là xinh đẹp để trang hoàng, sang trọng để mà cung thỉnh Đức Thế Tôn ngồi. Thì quả thật những cái người chưa từng thân cận với chư Phật thì không biết rằng cái cách sắp đặt chỗ ngồi cho những cái bậc sa môn và này, chư Phật thì không phải có người hướng dẫn đường, chỉ nối cho Ngài đi, bởi vì Ngài có thần thông lực mà. Trong ngày Đức Chánh Biến Chi đắc đạo quả dưới cái cội cây Bồ Đề đó, thì khắp 10.000 thế giới này đều rúng động, và Ngài đã thấu rõ con đường luân hồi của chúng sanh. Thì đây là đường đi địa ngục, đây là đường đi súc sanh, đây là đường đi ngạ quỷ, đây là đường đi nhân loại, đây là đường đi chư thiên, đường đi phạm thiên, đường đi niết bàn. Không bao giờ Ngài cần ai chỉ đường vào làng, hay là vào thị trấn, hay là đến những cái nơi khác. Vì thế lên sáng hôm ấy thì Đức Thế Tôn mang y bát đến nhà bà thí chủ này. Và bà ra khỏi nhà và gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và thỉnh Ngài an tọa trong nhà xong rồi, Ngài xối nước và khai mạc để cái lễ cúng dường đến Ngài những cái vật thực như loại cứng, loại mềm, những cái món ngon. Thì khi mà Đức Thế Tôn độ xong á, thì bà Cận Sự Lữ này xin thỉnh Ngài để Ngài thuyết cái kinh phúc chúc đến cho bà. Thì Đức Thế Tôn thuyết một hồi thì
và Đức Thế Tôn hướng cái phước báo đến thí chủ, làm cho bà vô cùng thỏa thích và vừa nghe pháp thì và vừa thốt lên cái lời hoan hỷ, làm thay làm thay. Và chúng ta biết là thuở xưa mỗi khi người cư sĩ mà người ta nói làm thay là đã có tu độ quần rồi đó, chứ không phải làm thay như kiểu chúng ta đâu. Là chúng ta cái gì ai thuyết cái gì chúng ta cũng làm thay hết, mặc dầu nó sai bét rồi ra. Khi ấy thì cái vị Patika này ngồi ở nhà trong và nghe được cái tiếng bà má nuôi này, tức là cái người cần sự nữ này đang thính pháp mà khen dồn như vậy thì dằn lòng không được, bực lắm rồi. Và đứng dậy ra đi và trong lòng nghĩ rằng như vậy bạn này bây giờ không còn là đệ tử của ta nữa rồi. Ngay kể cả chúng tôi bây giờ cũng phải mất đi những cái người thí chủ mà giàu có mà theo đuổi mình thì sao quý vị biết không? Uất ức, gọi là tu cái pháp môn là uất ức thần trưởng mà chết. Thì cần hai vị sư mà có bà cư sĩ giàu có thôi là nó có cái pháp môn gọi là uất ức thần trưởng là chết. Trong đạo luôn chứ đừng nói chi là cái người ngoại đạo kiểu này thì làm sao mà không có thù oán cho được, phải không? Nói cái gì cũng không bằng mới đi đâu. Và để báo cho quý vị biết là chùa chúng tôi cất chùa rất là đẹp và cúng dường đến chư tăng hoàn toàn, giao lại toàn bộ sổ đỏ viết là cho các sư huynh, và bây giờ có ba vị đi bát vào buổi sáng. Chỉ đi khất thực xin ăn thôi. Và chúng con sau này ở trong cái núi và cất những cái cốc nhỏ ở trên cái sườn núi, và sư bạn cho cái miếng đất ở núi Gia Đạo, cất những cái cốc tạm sống ở trong đó nhẹ nhàng thôi. Và tu sĩ trở lại, tu sĩ Patika này khi mà mạo nhục bản tính nữ và cả Đức Phật bằng những cái lời lẽ rất là bất nhã, như là cái mụ già đố mạng tới số rồi, hãy lo phụng sự hắn ta như vậy mãi nghe, và bỏ đi vợ đó thì cái người này bỏ đi luôn. Và bà cầm sự nữ này thấy hổ thẹn với cái lời mắng nhiếc của tu sĩ Patika thì tâm bị sao lãng, không còn chú ý nghe pháp nữa. Và lúc đó Đức Thế Tôn mới hỏi bà: này bà tín nữ, bà không còn chú ý nghe pháp được nữa phải chăng? Bạch ngài, những lời của ngài ấy làm những cái lời của cái vị đó làm cho con tâm bị sao lãng. Thì Đức Thế Tôn mới bảo rằng những cái lời lẽ của con người ưa khích bác chống đối như thế nói ra bà không nên nghĩ nhớ làm gì. Và chúng ta thì luôn luôn nghĩ nhớ những cái điều ác độc qua tai của mình, và cho đó là cái người đó chửi mình hay cho đó cái người đó, và chúng ta không biết được những cái đó sẽ nguy hiểm. Đừng có chất chứa nó ở trong tâm, chỉ lên xem sự việc mình đang làm xong chưa, và việc mình chưa làm là hơn. Nói đổi Đức Thế Tôn thuyết cái bài kệ sau đây: Napare sang nguy lô ma ni napare sang kata katang athalo wa awekheya kata ni akata ni cha. Lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đắc thất của ai mặc tình. Hãy lo quán xét việc mình, việc này việc lọ hoàn thành hay chưa. Thì sau đó thì sao? Thì bà mới thấy được ôi, những cái điều bất thiện của những con người bất thiện, những cái lời nói đó hàm chứa đầy những cái bất thiện, đầy những cái ác động phun ra từ cái miệng đó, thì mình hãy để nó ở trong cái nghe thôi, không nên đem nó vào trong cái tưởng ở trong tâm làm gì. Còn chúng ta đó thì không có để cho trong cái nghe mà đem vào trong cái tưởng rồi về suy nghĩ rằng ôi, cái người đó chửi tôi, mắng tôi, người đó nói xấu về tôi, nói không đúng sự thật về tôi, vân vân.
Nhưng mà có cái tôi nào đâu, tôi nào đâu. Đó là điều khổ đau nhất mà chúng ta thường vướng phải trong cái cuộc sống này. Vướng phải trong cuộc sống này. Và đây cho chúng ta thấy câu kệ này Đức Phật dạy. Những cái lời bất thiện được thốt ra, dầu là lúc đó kể cả chúng ta có lỗi lầm đi chăng nữa mà người khác nói những cái lời bất thiện đó, thì chúng ta cũng không nên để vào tai. Bởi vì chúng ta biết cái bất thiện của chúng ta đã xảy ra ngày hôm qua hay lúc đó, nó đều do duyên và nó đã diệt rồi. Nó không phải là khoảnh khắc này nữa. Khoảnh khắc này chỉ có cái nghe của cái bất thiện đó, của cái âm thanh đó. Cái âm thanh này nó đi vào trong tai rồi thì hãy để nó ở trong nghe thôi, chứ đừng có để ở trong tưởng, đừng có để ở trong nhớ, đừng có để ở trong suy nghĩ. Cho nó là tôi, là của tôi, là cái người đó đang chửi tôi, người đó đang nói xấu về tôi. Khó không? Rất là khó. Nhưng mà làm được không? Không làm được. Nhưng mà có chánh niệm hiểu biết để nói được không? Được. Vậy nó cũng sanh và diệt mà. Âm thanh thì nó sanh và diệt rồi. Vậy cuộc đời của chúng ta đó, thì luôn luôn là chúng ta phải nghe những cái âm thanh, không thể khác được. Nhưng mà có những cái âm thanh thì hãy để vào bên trong, hãy để vào trong tưởng, để vào trong nhớ, để vào trong chánh, để vào trong trí tuệ. Âm thanh nào mà làm cho chánh pháp được sanh khởi, âm thanh nào cho trí tuệ được sanh khởi, âm nào mà làm cho vô minh được đoạn tận, thì hãy để ở trong đó. Còn những cái âm thanh nào mà nó là ác pháp, là bất thiện, thì chúng ta hãy để nó ở bên ngoài, tức là nghe rồi thôi. Và không chấp chúng là tôi, là của tôi, là từ ngã của tôi. Và cái người bất thiện nói lên lời chúng ta thì chúng ta lại xoay ra, chúng ta lại tìm những cái lỗi bất thiện đó nữa. Như vậy á, bất thiện nó là một cái loại phiền não, nó có cái vị ngọt riêng của nó rất dễ dụ dẫn những cái ý niệm về ngã từ nơi tâm của chúng ta. Khi nào mà chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm, sự xuất ly của chúng ta, thì chúng ta mới thoát khỏi được chúng. Trở lại một cái chút xíu nữa và chúng ta sẽ qua cái bài kệ này. Thì ở đây Đức Phật dạy không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Tức là xem là chúng ta có làm lỗi lầm với cái người đó không. Nếu có lỗi lầm rồi thì chúng ta cũng biết đây là một lỗi lầm, đây là pháp cho duyên sanh và chúng diệt đi. Chúng ta cũng không nên trách cứ mình, cũng không nên trách cứ người. Nhân mình trực chính mình, tức là chúng ta nhìn thẳng vào cái sự thật đó, nhìn thẳng vào các cái pháp đó, và không cho chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Chúng ta biết được có làm hay không làm. Mình biết là có làm như vậy, nhưng mà cũng phải biết được ở cái việc này mình có làm như vậy, nhưng mà nó xảy ra hoàn toàn là do duyên của chúng. Và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Khi người ta nói những cái điều sự thật đó về mình, thì mình cũng chấp nhận cái điều đó là sự thật như vậy. Cái sự chân thật tuyệt đối với pháp, thì đó là cái người mà có làm thì biết có làm hay là không làm. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích, cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng nguyên thuộc chư già xoa long vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa,
Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm liễu chi được tứ thánh tế thánh đạo và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này, và luôn luôn có sự tinh tấn học hiểu thấu hiểu lời dạy của Đức Phật để đạt được sự giác ngộ. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận. Dạ, con kính thỉnh sư chúc phúc cho râm chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời râm. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Phava tu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhanupavena sadasothi phavantu te phava tu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanupavena sadasothi phavantu te phava tu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghanupavena sadasothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thật tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tùng đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam ba la sam se đa cha ta a tha vô pa ba ti ca.